Xin mời quý vị cùng đến với chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, sáng nay các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và chúc mừng cán bộ y bác sĩ tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đến thăm chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn, Nha Trang, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. Biểu dương ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân cán bộ của tỉnh, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ tốt trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân, làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, luôn là lực lượng tin cậy trong công tác phòng chống dịch bệnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến thăm tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang và Bệnh viện Quân y 87, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt là thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, tinh thần của đội ngũ y bác sĩ được phát huy cao độ. Các bệnh viện đã tích cực tham gia lấy mẫu, khám sàng lọc, tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, góp phần hỗ trợ cùng với tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó để lại hình ảnh tình cảm tốt đẹp đối với người dân và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế, dù ở vị trí nào cũng luôn hết lòng vì bệnh nhân, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có chính sách thu hút đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn. Lãnh đạo tỉnh luôn tạo mọi điều kiện cho các bệnh viện phát triển, chăm lo tốt việc khám chữa bệnh cho người dân địa phương và khách du lịch. Đến thăm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác gửi lời chúc sức khỏe đến tập thể y bác sĩ, cán bộ, người lao động cùng gia đình nhân ngày 27 tháng 2. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp rất lớn của lực lượng tuyến đầu trong 2 năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, góp phần quan trọng vào kết quả cơ bản kiểm soát dịch bệnh của tỉnh đến thời điểm này, trong đó có nỗ lực tăng tốc tiêm vaccine. Tại những nơi đến thăm, ông Hà Quốc Trị cũng đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine mũi 3. Lãnh đạo tỉnh ủy rất quan tâm và sẽ xem xét cơ chế hỗ trợ riêng đối với lực lượng y bác sĩ ngoài chính sách, quy định chung của nhà nước. Rất mong các đơn vị tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là vấn đề thiếu nhân lực, quá tải trong thu dung, điều trị bệnh và thiếu thốn về cơ sở vật chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm chúc mừng Bệnh viện Vinmec Nha Trang và Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua, ông Đinh Văn Thiệu ghi nhận biểu dương những nỗ lực đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của hai đơn vị trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nhân dân trên địa bàn và nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ y bác sĩ các bệnh viện tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Trước đó, vào chiều qua, ông Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đặc biệt đã nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, nỗ lực nâng cao chất lượng công tác y tế, đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị của Trung tâm Y tế Khánh Sơn về việc xem xét tăng chỉ tiêu biên chế y tế, nhân viên hợp đồng, hỗ trợ nguồn lực đào tạo nâng cao trình độ cho bác sĩ chuyên khoa, đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị. Lãnh đạo Thành ủy Nha Trang hôm qua cũng đã đến thăm chúc mừng các bệnh viện trên địa bàn thành phố nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Tại những nơi đến thăm, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã cảm ơn những cố gắng, nỗ lực của tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế đã cùng tuyến y tế cơ sở trên địa bàn thành phố chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Tin tưởng rằng các bệnh viện sẽ có bước phát triển mới trong thời gian tới, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt triển khai nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chuyển sang những tin tức khác, thưa quý vị, sáng nay Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đến dự. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kéo dài, nhưng công tác quỹ khuyến học vẫn duy trì hiệu quả, đặc biệt là công tác vận động các doanh nghiệp cá nhân tài trợ cho quỹ. Trong năm đã vận động được trên 1,9 tỷ đồng, qua đó quỹ đã trao tặng cho trên 1.200 suất học bổng và tiền thưởng với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Hội nghị cũng đã thảo luận và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó vận động thêm các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ quỹ, phấn đấu huy động quỹ dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng, thấp hơn năm ngoái do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong năm 2021, có 17 tập thể và cá nhân được tặng ghi nhận tấm lòng vàng. Chiều qua, ông Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của địa phương. Năm 2021, xã Sơn Hiệp đã giảm 33 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người 20,5 triệu đồng một năm, tăng 1 triệu so với năm 2020. Hiện xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, những chính sách an sinh xã hội đảm bảo. Xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hội trường, ủy ban nhân dân xã, làm đường bê tông xi măng vào khu sản xuất thôn Liên Hiệp giai đoạn 2. Hỗ trợ xây dựng 120 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, có giải pháp tìm đầu ra ổn định cho nông sản, nhất là mía tím, có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Mạnh Dũng đề nghị xã Sơn Hiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng nông sản, chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động, xây dựng và triển khai thí điểm mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn, thống nhất hỗ trợ xã Sơn Hiệp 1 tỷ đồng để làm đường giao thông vào khu sản xuất. Chiều qua, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa điểm dự kiến sẽ triển khai chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn. Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại nhà già truyền thống của đồng bào Rắc Lây, hộ gia đình phát triển nghề đan lát truyền thống tại thôn Hoàng Dung, đồng thời khảo sát địa điểm lưu trú của hợp tác xã Điền Thanh, Thác Tà Gụ tại thôn Tà Gụ của xã Sơn Hiệp. Những địa điểm này được Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn lựa chọn để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy các giá trị thiên nhiên, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Qua công tác khảo sát nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Chính sách này dự kiến sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Việc xem xét thông qua chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Khánh Sơn trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng theo nghị quyết số 9 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Vạn Ninh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 6 đột xuất nhằm thông qua một số tờ trình và dự thảo nghị quyết về đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 19 dự án phát sinh từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện để khắc phục hư hỏng do mưa bão năm 2021 gây ra trên địa bàn huyện, để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lần 3 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2022 lần 1 và tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua đề án tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 cùng một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Vạn Ninh tập trung thảo luận thống nhất và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung chương trình tại kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh các giải pháp khôi phục và phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, thương mại dịch vụ trong điều kiện bình thường mới. Nhu cầu về điện năng, phục vụ sản xuất kinh doanh dự báo sẽ tăng mạnh. Do đó, ngành điện lực Khánh Hòa cũng chủ động triển khai các giải pháp, kế hoạch nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng điện trong các ngành kinh tế và văn hóa xã hội. Năm 2021, dù chịu tác động không ít từ đại dịch COVID-19, nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2.001 triệu kW, giảm nhẹ so với năm 2020 và đạt 98% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao. Giá bán điện bình quân cũng được giữ ở mức tương đối ổn định, đạt 1.976 đồng 1 kW, thấp hơn so với kế hoạch được giao.
Đường dây cấp điện, các trạm biến áp thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và thay thế kịp thời khi có hư hỏng, hạn chế các nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống lưới điện toàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, thì năm 2022 dự kiến là phụ tải sẽ tăng cao sau khi khôi phục hồi nền kinh tế do dịch Covid. Thì Điện lực Vĩnh Nguyên sẽ thực hiện các công tác nâng cao năng lực cấp điện của các đường dây, các trạm biến áp trên địa bàn quản lý. Giải pháp thứ nhất là thực hiện thay các dây dẫn mà không đảm bảo vận hành, thứ hai là thay thế các thiết bị không đảm bảo vận hành, thứ ba thực hiện nâng công suất các trạm biến áp, hoán chuyển các trạm biến áp non tải đầy tải để đảm bảo cấp điện liên tục lâu dài ổn định. Với cái chỉ đạo của nhà nước hiện nay, chúng ta sẽ mở cửa và hy vọng rằng trong năm tới cái kinh tế của tỉnh nhà sẽ hồi phục, và do đó thì cái nhu cầu sử dụng điện cũng sẽ được tăng lên. Để chuẩn bị cho cái điều này thì chúng tôi đang triển khai các cái kế hoạch sửa chữa lớn cũng như là đầu tư xây dựng lưới điện trong năm 2022, đã bắt đầu ngay từ đầu năm. Và trong dự kiến là trong năm 2022 thì tất cả các cái hạng mục mà dự kiến đầu tư và sửa chữa sẽ hoàn tất trước tháng 11, và nó sẽ giúp cho cái năng lực cấp điện của lưới điện nó sẽ tốt hơn, đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện cao hơn. Giai đoạn phục hồi sau đại dịch, nhu cầu điện năng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế toàn tỉnh dự kiến sẽ tăng mạnh. Việc đảm bảo cấp điện sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ đứt gãy hoạt động, giúp các doanh nghiệp an tâm sản xuất. Do đó, trong năm 2022, ngành điện lực Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện các giải pháp về nâng cấp, khắc phục các tồn tại trên hệ thống lưới điện, chú trọng vào công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm về cấp điện. Mặt khác, ngành điện lực cũng chú trọng triển khai hiệu quả chủ trương của Chính phủ về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030. Công ty chúng tôi cũng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành chuyển đổi số các cái hoạt động trong toàn công ty, các cái dịch vụ quản lý vận hành, các cái dịch vụ về giao tiếp với khách hàng và kinh doanh sẽ được số hóa toàn bộ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang rất quan tâm đến cái công tác tự động hóa, hiện đại hóa lưới điện, đang trang bị thêm các cái công cụ để có thể giám sát, điều khiển từ xa, là luôn luôn là có thể giám sát được tất cả các cái thông số vận hành trên tất cả các lưới điện trong toàn tỉnh, và có thể điều khiển từ trung tâm điều khiển tại văn phòng công ty, có thể điều khiển tất cả các thiết bị đó trong các tên lưới. Do vậy thì nếu mà tên lưới đã có những cái sự cố xấu, những cái tình huống bất thường thì có nhanh chóng phát hiện và sẽ cô lập nó cách nhanh chóng. Hiện nay, Khánh Hòa được đầu tư triển khai xây dựng nhiều công trình truyền tải điện lớn như dự án trạm biến áp 500 kV Vân Phong, đường dây 500 kV nhiệt điện Vân Phong, nhiệt điện Vĩnh Tân, đường dây 500 kV đầu nối trạm biến áp 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV nhiệt điện Vân Phong, nhiệt điện Vĩnh Tân, dự án đường dây 220 kV Nha Trang Tháp Chàm và dự án đường dây 220 kV Chromebook Nha Trang. Đây là các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Do đó, ngành điện lực cũng xác định tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ cần thiết, sớm đưa các dự án này đi vào hoạt động và khai thác. Thưa quý vị, chương trình Thực sự Khánh Hòa trưa nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.